lắm. Có, em thích đắp chi sổ. Nó nói chi sổ là dễ đắp. Nó nói anh nói thiệt luôn, chi sổ là dễ đắp, dễ nhất. Đắp mới biết nó ra bụng, nó ra mà. Yeah. Thì em xài xài hiệu này không ạ? Em xài chi sổ. Ừ. Nó đắp cái màu nó trong lắm, nó sáng. Nó không bị mờ. Đắp trở lại làm tiếp. Nè, em thấy cái form này không? Nó như này. Em thấy em gánh, em bóp nó vô cái đuôi giống như vậy cho anh vậy đúng không? Dạ. Rồi em bóp nó vô vậy. Thì em tháo thằng này nó ra, chứ này nó có thằng này ra. Em để hai cái tay đây nè. Em đưa nó vô nè. Em nhét xuống dưới nè, thấy chưa? Đó, bụp một cái. Rồi em dưới nó lên trên rồi đó, là nó xong rồi đó. Thấy chưa? Nó không phải là giống như cái mấy cái form khác đâu. Em nó cứng như là cái thiếp vậy đó. Nào, em thấy không? Nó đập không? Nó không chạy đâu hết á, là nó nằm chết cho nó luôn. Đó là anh tiền là anh tiền cái form đó. Rồi bây giờ anh làm cái màu này đẹp lắm. Anh thấy màu này hơi đẹp. Làm đẹp. Màu này là màu OM 102 102B. Chúng anh làm thêm cái màu này nữa. Màu này đẹp. Màu này cũng đẹp. Chi sổ có nhiều người thích lấy chi sổ đắp đó là tại vì nó dẻo á. Ừ. Mấy phần nữa tại vì có nhiều người mà mới vào nghề á, họ cũng thích lấy chi sổ họ đắp lắm. Tại họ điều khiển được. Chứ còn nhiều khi mà nó khó quá là người ta sợ người ta làm được. Bất cứ cái set gì em cũng làm được hết nha, cái thằng form này này. Em thấy không? Em bỏ lên cái bột của mình nó chảy. Nó nằm đâu ra đó. Rồi em đập nó. Ví dụ em làm set coffin hay là em bây giờ anh đang làm anh thí dụ bây giờ anh làm set square trước đi. Xong rồi sau khi đó đó, anh sẽ dùng cái đầu nghề này nè. Anh bóp cho nó trở thành cái coffin luôn. Nó ra là nó rất là đều và đẹp lắm. Đâm ra là em không có cần phải lo là vũ nhiều, nó làm trên cái form này. Đó. Nó quan trọng cái form, cái technique của cái thằng form này là nó khác double chút xíu, là nó không có quét nhiều mà em đè đè thôi. Bên cái technique kia là em phải quét hoài à, còn không thằng này thì em không quét, em này em đập. Em đập cho nó đều ra. Nó rất là đều, đâu ra đó hết rồi nó đứng lại trên đó. Ok, rồi sau đó anh lấy lại. Mấy bạn nghiêng nghiêng cái này xuống một bên ha, mình cho rồi bên mình ôm cho cuticle cho nó tròn. Ôm nó vô ha. Tại vì là anh làm là đa số anh thích đắp cho nó thiệt là đều và gọn, rồi anh ít vũa lại. Cuticle nó sạch tròn như vậy. Nhiều khi mình mấy bạn mà nào mà đắp kiểu này xong ấy, thì thực ra mình vũa sơ thôi, mình không cần phải vũa nhiều, nó cũng không bị lip. Xong một bên. Ok. Rồi, sau đó mình sẽ đi vào món thứ hai nha. Mình lấy món thứ hai. Em thấy không? Anh tiếp tục anh làm lại là nhìn này, cái form của anh này. Em chỉ cần bóp này vô đây, khúc dưới này. Ok. Rồi bắt đầu nó ra, nó vô rồi này. Ở trên đây nó có cái miếng này, em xé nó ra. Nó chế rồi để xé ra như vậy. Em coi anh làm này ha. Hello John, anh coi anh làm này. Anh giữ hai cái tay của anh ngay đây này ha. Có thể anh đưa nó vô này. Đó ha. Anh đỡ nó thôi. Anh cho thằng này nó xuống, tại vì em chỉ cần đưa thằng này nằm ở dưới cái móng của người ta chút xíu như vậy đó. Nó nằm ở dưới cái dưới đó là em thấy nó ok rồi đó. Nhưng mà em nhìn ở trên đây thì đi xuống thẳng đều cho anh đó, thấy không? Em bắp nó ra ôm dưới này ha. Thì cái thằng này như vậy này, cái thằng này nó được một cái, ví dụ bây giờ cái sếp của em, hello, cái sếp của em nó đang này gì không, thì anh muốn cho nó ôm lại này, anh giữ vậy này, thì anh bóp nhẹ vô cái này của em, nó ôm vô thằng cái sếp coffin luôn.
em không cần phải vũ thành những cái shape coffin nữa, mà em lại được cái C curve nó rất là tròn. Cái tip anh đâu làm được, không? Chỉ có cái thằng này em làm được vậy thôi nè, anh coi nè. Đó, anh lấy nó ra nè, em thấy không? Nó ôm vô rồi, thấy chưa? Trong vòng tích tắc thôi là nó ôm vô rồi. Đó, vậy thôi. Vì xưa đây em không cần phải ôm nhiều, ôm nhẹ nhẹ vậy nó cũng đẹp này. Không thì em muốn ôm hôn hơn chút xíu nữa thì em để ngay đây nè. Em bó, em giữ nó khoảng chừng một vài giây á cho nó thoáng lại như vậy rồi em lấy nó ra. Rồi xong. Em đi ngón thứ hai. Cái màu này đẹp quá mấy bạn ơi, mấy màu này là cái màu 100 OM 102B ha. Này, này. Do đó mình thả cục bộ nó ngay đây. Nghiêng nó ra ha. Bạn ôm vô này. Cái bột rất là nhẹ nhàng. Chisel cho rất là nhiều người thích là vì dễ làm. Ôm nó vô này. Không, em thấy cái cách của anh làm không? Anh không phải làm giống như là đắp bột ngoài tip, mà cái này là anh nặn nó không à? Nặn nó đi theo cái mình muốn. Đó, em nặn nó vô này ha. Em nặn nó vô, em đánh nó vô. Đó, đẩy nó lên này. Các bạn bảo hello Yến em. Các bạn cả nhà thấy không? Con là mình đập nó này. Đó, mình đập này thấy không? Đập đều này. Đó. Cái tip nó ra đều lắm. Đó, đập thật đều ra vậy. Rồi. Sau đó này mấy bạn lấy cục bộ thứ hai ha. Này. Thả ngay trên này. Nghiêng qua một bên này, mình đi ôm sát vào kia đi cổ một xíu cho nó sạch này. Đó. Tìm em làm gần đây không? Gần đây hả? Ở đây bây giờ cạnh tranh đó. Làm bột là phải làm thịt là nhiều thứ. Nhưng mà em làm ở đây khu này giá chắc ok good hả? Nếu mà em làm bột design nhiều thì bây giờ giá cũng ngon mà. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bắt buộc phải làm design mới được. Dạ đúng rồi. Mà bột cũng được chứ còn không, mà nếu mình làm bình thường là khó sống lắm. Tay trên nước không chết. Phải khó cạnh tranh lắm. Em thấy cục bột này để nó vô. Cái top coat của cái hồi trước của anh cái hai size đó hả? Cái hot top coat của bột của bếp á, nó khô nhanh lắm. Ồ, cái thằng này hả? Cái thằng super deep base hả? Oh yeah, thằng đó là xịt sẩy luôn. Thằng đó nhiều người thích lắm. Hello Vicky em. Thằng đó nhiều người thích cái thằng đó lắm. Làm coi như là ai cũng thích làm tại vì nó khô nhanh lắm. Anh nói khỏe khoảng bột quá chuẩn người ta lóc anh bây giờ. Anh nói khoe khoang bột quá. Ồ, anh đâu khoe khoang đâu, anh nói thật đó em ơi. Anh hay nói thật lắm. Mà bây giờ anh nói, anh hỏi em này, anh nói vậy có đúng hay không này, em ok cái coi. Anh nói tiếp. Các bạn thấy không, đưa nó vào này. Đó. Mình không phải là mình khoe khoang. Là mình chỉ có nói cái thiệt về dòng bột của mình thôi, là có nghĩa là cái đó là có nghĩa là anh nghe từ chính người thợ khác người ta nói lại cho anh nghe thôi. Đúng không? Đó, là người ta nói là cái bột của anh nó như vậy đó. Đó thì anh khoe thôi, anh chỉ thích khoe chút thôi. Bây giờ mấy bạn thấy không? Mình bỏ cái này vô đây này, mình để nó là cái này nó có một cái sức ép vô. À, thì nó có một cái chút pressure. Thì trong cái khoảng mà thằng này nó sửa soạn nó khô đó thì nó tự động nó khoe vô này. Hello nữ em, phải không em? Em tên là nữ hay là nụ? À, thấy không? Anh nói là chỉ có chuẩn, không gì sai em hết. Đó, thấy không? Mấy bạn thấy chưa? Ôm vô. Đẩy vô được xíu. Rồi. Mình ra bên đây tiếp tục nha. Bên đây mình ngọn lại mấy ngón này đi. Thường thường cái này thì mình có cái bột clear ha mấy bạn ha. Tại vì cái kim tuyến này nó lớn lắm, nó to lắm. Mình sẽ đắp cái kim tuyến này cho mấy bạn coi. Kim tuyến này nó có nhiều cái kim tuyến nó rất là lớn nằm ở trong đây này. Lớn lắm. Cả nhà thấy không, mình đắp cái bột của mình đó, mình thong thả đó. Mình không có lo, mình không có vội gì hết á. Mình cũng từ từ, lúc nào cũng vậy hết á. Lúc nào mình cũng làm từ từ thôi, nhẹ. Thấy không, nhẹ nhàng được không? Không có cái gì gọi là gì hết á. Mình cứ nắn nó thôi.
nên bạn không cần phải lo là nó sẽ khô hay là nó bị chảy đi đâu hết tất cả. Để đâu nằm đó. Đó. Mấy bạn thấy không, cái bột của mình nó giống như là mình nói nó biết nghe vậy đó. Đó. Thấy không, mấy bạn thấy không, mình đắp không? Rất là gọn, không đâu vào đó hết, mình không có gấp vội. Nhưng mà nó rất là chuẩn ha. Đó. Sau khi tiếp tục cuộc bột thứ hai ha. Đấy, nó lên rồi, thấy chưa? Chưa, nó gọn lại cái cuticle ha, vòng tròn cuticle. Đó. Đó, cả nhà mình thấy không? Ôm nó xuống. Anh làm hoa lan rừng đi anh. Hoa lan rừng hả? Ok em. Được. À, em thích hoa lan rừng là cái hoa orchid đó hả? Rồi sau đó ha, mấy bạn nên nhớ là cái thằng này là mình chịu khó mình bỏ cái bột clear lên, tại vì nó là cái dòng kim tuyến này nó lớn lắm. Mình bỏ cái kim, mình bỏ cái clear lên để cho mình vúa nó không bay mất mấy cái ấy đi đó. Chỉ có ngón này thôi. Chút xíu mình đắp cái bông orchid nha. Bông BD orchid cái cho bà con coi. Em về nhà em phải tập đắp cái form cho anh đó nha. Cái form này em có cái form này em về em làm nó dễ làm. Tại vì mấy cái form mà em làm nó khó quá, đâm ra em bị hư hoài. Mà em khi mà em làm cái form này rồi á, em giỏi đó, em tay nghề em lên phát triển ghê đó. Em lấy tiền khách, em muốn lấy bao nhiêu cũng được. Cách nào. Không có sợ. Tại vì mấy cái kia thì ai cũng làm được rồi. Mấy cái này là không phải ai cũng làm được hết. Đâm ra khi mà mình làm được rồi thì mình có quyền. À, mình tại vì mình đẹp mình có quyền mà. Đó. À. Mấy bạn thấy không? Mình đưa nó vô cái là mình giữ rồi. Nó dính cái là dính luôn à. Đó giờ. Không chạy đâu hết á. Chắc luôn. Đó. Ok, mình đẹp mình có quyền nha mấy bạn. Đó, tiếp tục ha, mình sẽ lấy cái này ra. Đưa này vào đây. Thì đây mấy bạn thấy cục bột chưa? Nè, mình để này. Nó không để cho nó chín đi. Rồi sau đó mình sẽ thả này. Ôm vô này ha. Đắp cho cuticle nó tròn ha. Kéo nó xuống ha. Nó có chút xíu vướng cái mấy cái kim tuyến của cái bên kia nó vô. À, các bạn thấy không? Ôm nó vô nè. Nhưng mà không sao không bỏ vô luôn. Đéo xuống đây bạn thấy không? Mình không có phải giống như là mình làm đắp bột trên cái kia. Mình cái này là mình đi nắn cục bột, là mình nặn thôi. Và mình nặn đó là thực sự ra mình nặn đó là mình còn trôi được cục bột, mình nặn nó ra đều lắm. Ở nhà thấy không? Đó. Đúng rồi, anh đắp đi cực chảy nụ ơi. Bột nhỏ ngay cuticle. Đúng rồi, liquid chảy thì em mới chỉnh được cái kiểu đó nữa ơi.
em làm nước thịt khô em bỏ lên cái nó ráo bột của em mà nó khô nó quéo lại rồi, em chưa có làm gì hết là nó cứng rồi, em không làm được gì hết cả, thua nha. Làm là phải liquid chảy, mà cái quan trọng là cái cọ là chỉ dùng cái cọ số 12, số 14 thôi, mình dùng cái cọ lớn quá thì nước nó cũng chảy nữa. Nè, hello day, good morning Hằng, khỏe không em? Nè mấy bạn thấy giờ mình kéo nó vô này, cái bột chảy thịt là dễ dàng, rất là ngon nè, control khỏe re luôn. Đó. Giờ mình lấy bên đây mình bóp bên đây nè. Đó, thấy chưa? Vẫn còn bóp được nữa đây mấy bạn thấy không? Lý do là vì lý do cái ngón nó lâu khô hơn mọi ngón là tại vì cái ngón nó kim tuyến nhiều. À. Thấy không? À, mình bóp nhẹ lại cái nữa này, mình muốn cho nó ôm lại ha. Đó, mấy bạn thấy không? Mr. Tiger, khỏe không brother? Tháng 2 tuần nữa, 2 tuần 3 tuần nữa anh về bên Cali đó nha. Anh em gặp nha. Cali Nail Supply đó. Này tiếp tục là ngón này đây này, kéo vô này mấy bạn thấy chưa? Này kéo xé này ra. Andy khỏe không brother? Này đẩy vô này mấy bạn thấy không? Mình đẩy nó vô là giữ nó lại. Thấy không? Đó, điện vô này thấy không? Hello anh. Dạ. Hello chị. Chào chị, khỏe không? Cái món tay còn tốt nữa phải không? Cái này hôm qua dip đó. Dip xong rồi sơn ấy thôi, dip chỉ có 2 chai thôi, super dip base và 2 sang thấp gel rồi xong. Không có cần phải là làm chi nhiều chuyện. Đó, là hết sảy luôn. Là bóng láng con luôn. Cái này là cứ cứ thế mà đè nó vào sướng cái nè, kéo cớ nào đè cớ nào cũng ok, dướng cái rồi. Bây giờ mình chạy về bên đây là mình cho con này vô cái cho nó ôm chút xíu đi. À. Rồi như đó đủ rồi đó ha mấy bạn. Nó chỉ tốn mấy bạn chỉ cần cái đó mấy bạn bóp vô, nó chỉ tốn mấy bạn khoảng chừng 2 hoặc là tới 3 giây à. Nhưng mà 2 cái 3 giây đó nó làm cho móng tay của mình nó thon vô đẹp lắm. Rất là hay luôn. Rồi. Tiếp tục ha. Kéo nó ôm nó vô sát vào cuticle cho nó tròn ha. Nhẹ nhàng mà lấy tiền nha. Good morning Emmy. Hôm nay có đi làm không Emmy? Nếu không đi làm chạy qua đây đi anh làm cho bộ. Này bắt đầu với mấy bạn. Cái primer này của chị Sổ cũng ngon lắm nha, cái primer này cho bột và cho gel. Nó không có burn, cái primer này nó không có burn móng tay ta. Đó. Hôm nay không đi làm à, thôi chạy qua đây đi anh làm cho bộ mau đi rồi đi về đi biển chơi nè. Đó. 5 tiếng nữa hả? Ok, tới rồi anh đóng cửa đi luôn. 5 tiếng nữa anh tới thì đâu xa đâu. Anh đóng cửa về ngủ. Này mấy bạn thấy không, coi giờ mình đưa cái móng vô này, đưa xuống dưới nè. Đưa xuống dưới này ha. Đó, dưới nó ngay đây đúng không, bóp vô này. Đó. Kéo xuống này mấy bạn thấy chưa? Đó. Rất là ngon lành. Thì nó thẳng từ trong đây thẳng ra là miếng xanh thẳng cho nó thẳng ra là mấy bạn ok rồi đó. Rồi, mấy bạn lấy con bột đó.
Thì bạn chờ xíu để cho mình bên này nó sẽ màu khô hơn, mình sẽ bóp nó vào. À, theo nhẹ nhàng chút chút thôi ha. Đó, mấy bạn thấy nó vô ốp vô. Rất là đẹp đúng không? Rất là ngon lành, không có. Thầy mì ơi, để mà thiếu cái gì vậy? Đây. Tiếp tục lại mấy bạn coi là lấy cái bột ra nha. Đúng không? Hả nè. Ok. Ôm nó lại nè. Cho nó sát vào kia đi cồ ha. Anh thì thực ra anh muốn truyền lửa cái form này cho tất cả mọi người này, tại vì nếu mà ai mà làm được cái form này á, là mình những người là sẽ nó bớt cái tình trạng phá giá đi. Tại vì là nó hơi bị khó, anh đâu có phá giá được. Đó. Mà khi mà mình làm được rồi là mình tự hào lắm, mình không bao giờ mình phá giá đó, mình phải lấy cho nó đáng giá cái giá của mình lấy tiền của người ta. Các bạn biết không? Nên là David cố gắng truyền lửa cho tất cả mọi người làm form á, là vì lý do vậy đó. Em bán, có bán cái bóp đó không anh? Cái bóp hả? Cần thì anh bóp cho em thôi chứ cái đâu cần phải bán. Alisa. anh phái em chút. Cái bóp này anh không có bán nhưng mà trên Amazon có. Đó. Nè, có bột cuticle nữa ha. Quan trọng nữa là ôm cái tròn cuticle của mình đó. Ăn tiền cái đó. Ăn tiền cái cuticle tròn á. Vậy thôi. Tiếp tục mình đi nữa. Gọi là gì anh? Nó gọi là nail pincher. Để anh ghi xuống cho để em đây này. Em vô trong cái nó gọi là cái nail pincher ha. Đây này, em đi vô trong cái chữ của anh nó ngầu quá. Em đi vô trong cái Amazon á, em bấm vô cái chữ nail pincher nó ra thằng đó. Nó ra cái thằng đó rồi em đây này, nó ra cái thằng này này, em mua cái loại này nha, đừng có mua cái loại mà cái màu, đừng có mua cái loại mà nó màu giống như thế này. Cái loại mà này mà nó màu như thế này á, xài không được đâu, nó cứng lắm. Loại thường như vậy nè, nó có hai loại. Rồi, đó. Em mua cái thằng đó, nó không nó làm hello lin nail. Nó làm ngon lắm. Còn cái thằng màu tím á, nó cứng lắm, em bóp á, nó không, em bóp này nó không mở ra. Mà khi mà nó không mở ra, mà khi mà nó ăn vô nó hơi bị đau tay người ta. Cái thằng này nó nhẹ nè, thằng màu này luôn nè, đừng có mua cái màu tím nha, tại anh mua nhiều lần lắm rồi anh biết. Đó. Em thấy cái thằng màu tím không? Thấy cái chữ nail pincher chưa? À, nail pincher thu đó, nó đó. À, em thấy cái thằng tím này không? Đừng mua thằng này nha. Em mua cái thằng nào nó không có màu á, giống như là của anh mua đó, để anh coi coi. Đây này. Yeah, như giống như là cái cây này nè. Đó, như vậy đó em mua. Cây này em đừng có mua, cái mấy cây này nè, mấy cái đó em mua là nó cứng lắm, em làm không có được. Đây, thằng này đây. Này nó vậy đó. Để em mua mấy thằng nó vậy đó. Thank you. Nó better. Các bạn thấy không? Coi là bây giờ mình bóp vô này ha. Thằng này nó nhẹ lắm. Mà nó bóp ngon nữa.
đó, thấy không? Chỉ bằng tích tắc thôi là mình lấy cái coffin được của mình rồi, khỏe re. Em thấy bé họ làm cái giấy form này nhiều lắm. Ờ, cái form này nó form này. Ôm vô này. Dạ con làm, anh làm cho bộ. Cờ ho của mình bây giờ bao nhiêu rồi chị? 26 ai treo đập đều xuống, mấy bạn thấy không? Đập đều xuống. Cuticle ha, đưa sát vào cuticle đó, tròn nằm một cái. À, mấy bạn thấy nó ôm tròn vô thấy chưa? Cái cuticle mình nó tròn tròn đẹp, quan trọng lắm. Thiếu góc bên này chứ. Cái thằng này nó bị ngắn hơn xíu là mấy bạn này. Đó nhá, nó phải tới chữ L, mình tới đó kia mình đứng lại rồi. Hello, khỏe không? Anh nè, anh Lê Bích Hoàng nè. À, biết chứ, thấy anh dặn trên YouTube hoài à. Vậy đó hả? Chờ chụp đi rồi thoải mái nè. Đứng gần lại. Đứng gần lại. Cô này hôm nay sướng quá ta, được ảnh làm mà. Nghe nói bảo trần nè, không trần. Người ta đang làm việc. Chờ một phút. Đừng kéo mà còn đòi hỏi. Rồi. Mãi từ xa đến chụp tấm hình. Đó. Này mình làm mà bị thiếu nên lúc nào mình chêm nó vô này. sư phụ móng dài móng dài mới lại form. Làm form là làm form là coi như là mình làm form là chuẩn đẹp nhanh gọn lẹ nữa. Em để vô trong hình, vô trong hình hết rồi hả? Ở đây có chỉ số 3 số 2 mới ra hả? Cái gì mới ra đấy anh? Ba số hai hả? Cái gì 3 số 2 là sao? Chỉ số số 3 số 2 luôn, nghe nó mới ra. 222 có. Không cần nên thêm làm. Đúng rồi, đẹp lắm, cái màu nó đẹp lắm, cái màu 222. Yeah. Cái màu đó làm đâu rồi? Cái màu nó đâu rồi? Cái màu 222. Ba số 2 rồi. Ừ, 3 số 2. Ừ, 3 số 2. Ờ, có chứ, mà không biết dục đâu rồi thôi. Cái màu đó, đây, 3 số 2 đây. Màu 3 số 2, cái màu đó đây là nó trên này nó có nè. Vậy. Anh nhứt miếng ra, cái mẫu gì em nói cho anh. Đây rồi. Anh nhứt cho em miếng được không? Ví dụ mình nhứt giùm miếng. Nhứt cái này ha. Nhứt cái. 3 số 2 nó nằm trong đây nè. Có mẫu luôn. Nó có nằm trong đây luôn nè, khỏi phải nhứt. Phải nhứt. Đây này, hai cái này, 3 số 2 này.
ba số 2 đẹp quá hết. Trời ơi, màu đẹp quá mà. Đẹp lắm, màu số 2 đẹp lắm. Trời ơi, màu này quá đẹp hết. Màu này đều hay chứ sao. Cái này làm ombre cũng được anh hả? Được, được hết á. Ombre phiên ngành quay được không nè? Được chứ. Đa số tất cả những cái màu của Chisol là màu nào cũng làm ombre được hết. Làm ombre thoải mái luôn. Không, ý nó cover quay, ok. Ủa sao nó bị mờ quá ha? Chết, anh đang là live stream lúc nãy đứng vô là... Đâu có sao, anh thua gì? Là giờ lại đưa lên trên thế giới mà. Làm sao? Không sao đâu, thoải mái. Ủa nó bị mấy bạn thấy nó có rõ không vậy hay là nó mờ vậy ta? Nè. Cái livestream của mình sao nó mờ, sao nó bị mờ quá mấy bạn ơi? Không, cái form của Chisol là super ngon luôn. Đưa vô cái là nó dính cái là làm cái là mình bóp nhẹ cái là nó ok vô này ha. Các bạn thấy không? Ngồi đó nhìn cho kỹ. Ngồi sao quá không kỹ tí nào. Ủa rõ quá hả? Mà tại sao của anh lại bị mờ vậy ta? Ủa mà sao không thấy? Ừ, của anh sao mờ quá. Là chuyên nữa, không thấy nữa. Thấy không? Yeah, still on. Still on, dạ mờ. Nhưng mà sao của anh bị mờ quá để anh làm lại. Còn lại. Yeah. Ok, better rồi. Rõ lắm này. Ok, good. Thì mấy bạn thấy không? Cái form của Chisol mà đưa nó vào là nó cứng lắm, nó không chạy đâu hết trơn. Mà cái form làm được cái form nó sướng một cái là mình được tự do lắm, mình không có bị gò bó giống như là mình làm trên cái thiếp, là mình đắp bột đó, mình có thể mình kéo, mình làm xếp, mình làm bất cứ mọi thứ tùy theo của mình, là mình làm sao nó cũng được hết, nó dễ làm. Anh đẹp trai rồi, cho em hỏi thăm cái màu mà để làm cẩm thạch là hai màu 63, 65. Sao lại 63, sao lại 65, hai cái màu đó làm cẩm thạch là không có đường nào chạy hết. Should daddy do that? Ừ, sao lại 63, sao lại 65? Daddy's learning. Ừ. Hai mấy bạn thấy chưa? 63, 65 hả? Sao lại 63, sao lại 65 em? Đúng rồi, hai màu đó. Mấy bạn thấy là cái cách làm form nó khác với lại cái cách tiếp không? Mình không có kéo mà mình chỉ có nắn thôi. With green. À, cái màu đó dễ thương. Oh, good job. 173 cũng là cái màu đó popular, 169 cũng popular, 22 thì khỏi nói rồi. 22 là cái màu đó nó giống như là đẹp lắm. Cái màu 22 đó mình phải. Ở chết cha, mình nói chuyện hồi mình quê mình làm không có kinh phí bên này. Để là nó nút cũng được làm sao. Anh sao em? Mình làm ombre bên thuyền quay á, mình làm bằng cà mê thuyền chứ không làm quay có nhiều. Không, tùy theo. Tùy theo khách. Nhiều khách mà nó thấy trắng thì mình làm super quay. Super quay thì sao cover được? Được chứ, cover được hết. Màu solid 71, solid OM14B, OM18B, mấy cái màu đó là nó cover hết được luôn cho super quay luôn. Cho em hỏi khi mình dip ombre á là mình bậy quay trước đi. Cái màu hồng mình nhúng vô á là cái nào hồng nào nó che được cái hồng sao lại 30. Sao lại 30. 30 vậy. Thấy nó nhúng trên á. Sao lại 30. Màu lai vô là nó cover luôn cái đó. Rồi. Sao lại 30. Sao lại 30. Sao lại 30 màu hồng đẹp lắm. Giống như tôi nói deep màu sữa, màu hồng sữa nó cái cover được cái quai. Chisol màu hồng nào làm gì em? Nào ombre nhiều lắm em ombre thì em làm màu hồng thì em có sao lại 25, sao lại 30. Những cái màu đó là nó là nó lâu lắm rồi đó, nhưng mà nó rất là popular. Cả nhà thấy không, cái form này mình bỏ nó vô này là nó chắc lắm, nó không chạy đâu hết tất cả. Là nó nằm đâu là nó nằm đó. Rồi còn cái thằng này là trở lại này, mấy bạn thấy không? Cái thằng này mình muốn làm cái kim tuyến thì mình chưa muốn đụng vào nó. Nè. Mua lên trên Amazon mua cái này này. Là mình thực sự ra mình chỉ có làm, mình đếm 1 2 3 4 5 rồi mình lấy ra là mình xong rồi đó. Là nó tự động nó ôm cái shape của mình vô, mình cái nó đang thành, nó ra từ square mình làm thành coffin mà không cần phải vuốt, rất là khỏe cho mình đó. Mà cái bột cái, tại vì lý do là cái bột này nó dẻo á, bột chỉ sọc mình nó dẻo, đâm ra nó làm dễ lắm đó. 12 12
chơi 18 là overkill rồi. Cái này thì sự ra nếu mình muốn dài bao nhiêu cũng được hết, tùy theo mình thôi. Dài thì mình sẽ kéo thành 2-3 cột. Em nó chạy quá thì em bỏ khoảng chừng 10% 20% nước bình thường vào. Đúng rồi, nước bình thường nó không nhanh lắm. Nhưng mà em bỏ 10% thôi. Tính nó đứng cái bột của em lại liền rồi. Cái bột mình bỏ nó vào thì nó đứng cái bột lại mà nó vẫn còn cái độ dẻo của cái liquid này. Đâm ra mình đắp cũng ok. Ethan. Này thả cái bột cái cuticle nha. Ethan. Chi sổ hôm nay có nhiều special lắm nha, tha hồ mà lựa đi nha, lấy 1-2 line gì đó, sáng giờ có mấy line rồi. sáng giờ có điều đừng line rồi. Ngày hôm qua cũng vậy nữa. À, chi sổ là nó super hot rồi mấy bạn ơi. Hello Tammy. Cái gì Amy? Solid 70 đẹp luôn nè. Yeah, Solid 70, Solid 72. Anh cũng thích mấy cái màu đó, nó hồng hồng. 70 nó cũng nhẹ nhẹ dễ thương. Solid 73 là màu hồng không? 73 nó hồng hồng mà nó hồng giống là kiểu là gần như C2 vậy đó. Cũng đẹp lắm. 73. Solid 70 mấy nằm trong đây mà anh nhớ là mình ngồi đó. Này các bạn thấy không, mình đưa nó vô cái là nó dính liền là sướng. Ủa, ông đó không đứng đây nãy giờ bị mấy lần rồi đó nha. Tại vì sao phải không, cái mặt nó nhìn giống như người ở đây làm đây ghê luôn á. Deep Bay bên kia em có hết. Có hết luôn. Em muốn lấy mấy thùng cũng có nữa. Mấy thùng. Super Deep Bay của Jisoo hơi bị ngon. Nhiều người thích lắm. Mấy bạn thấy không, nhẹ nhẹ để nó từ từ nó. Nhưng mà cái em này là nhớ làm gì làm phải bỏ clear lên nha, tại vì nó là kim tuyến nhiều lắm. Nó kim tuyến lớn á, không có bột clear lên mình để nó ấy hết. Nên mình qua đây mình bóp này cái đi. Mấy bạn thấy không, có làm đếm này 1, 2, 3, 4, 5 này, thấy giờ lấy ra này. Vô cái set ngon lành này không. Hello Thu Thảo em. Đó, thấy không, rất là dễ dàng này, thấy chưa. Đó. Nhẹ nhẹ lại này. Theo đó mấy bạn nhớ là cái màu này thì chịu khó bỏ bột clear lên ha. Không có bột clear thì nó nhũa bay đi hết rồi. Nhũa nó không phải bay nữa mà nó bị mất nhiều cái ánh sáng đi đó. Tại vì ánh sáng nó có nhiều cái cục flake nó lớn. Cái màu OM80A là vậy. 80B chứ, xin lỗi. Good morning Bella em. Anh trai tài giỏi. Cảm ơn em Thu Thảo. Này, ôm vô này. Đó.
đắp cho nó thành đều ha, đắp cho đều ra giống giống là giống như là mình ấy vậy đó. Phải re. Nhưng mà cái này ngay cái chỗ này nó hơi bị mỏng này, cả nhà chú ý là chút xíu. Tại mình nhìn ngang qua mình thấy nó mỏng như vậy đó, là mình phải chờ cho cái này nó khô chút xíu rồi mình bỏ cái bột thứ hai vào được, tại vì chỗ đó mà nó mỏng đó là nó sẽ bị gãy. Cái đó là cái stretch area, nó rất là quan trọng ha. Mấy màu best seller của Chiso là màu nào vậy anh? Trời ơi, anh mà nói cho em nghe, anh mà nói ra là anh đọc tới sáng luôn đó. Best seller anh đọc tới sáng luôn, anh nói là rất là nhiều luôn. Bây giờ là vậy này, thường thường á là bây giờ anh giới thiệu cho khách là anh kêu khách lấy line luôn đi. Cái line á là cái line solid, nó có 252 màu, màu nào cũng đẹp hết á. Cái line đó là toàn màu solid, là cái đó là cái line đó là best seller của anh luôn đó. Thường thường người ta vô người ta mua một line đó là cái đó là cái line đầu tiên người ta lấy đó, là cái line solid đó. Rồi còn thêm những cái màu kế tiếp nữa thì giống như là cái màu OM15B, OM18B, OM14B hay là solid, là OM100A, OM100B thì những cái màu đó là cũng là popular luôn. Đó. Đây. Cái màu này anh mới đắp xong đây thì cái màu này nó cũng đẹp lắm. Cái màu này là màu OM80A nè, cái màu này nó Hello, Mr. David. Hello. How are you? I'm good. I think I come to see you. Good. You come to see me. You're gonna get your nails done. Okay. Yeah. OM102B, cái màu này rất là đẹp này, thấy chưa? Cha lấy lại nắp. Đây. Thì bây giờ Khánh Ly ơi, em gọi điện thoại này dùm cho anh đây, người ta tư vấn nha này. Có mấy anh chị đẹp trai đây tư vấn cho em nha. Tại vì hey, Brandy Johnson, how are you? Đâu rồi cái điện thoại đây đó, đây. Em giúp giùm anh nha Khánh Ly. Em gọi cái điện thoại này nè. Thì mấy anh đẹp trai, mấy em đẹp gái tư vấn giùm cho em. Bây giờ mà anh mà ngồi anh nói cho em nghe chắc anh nói tới sáng luôn. Không biết cái màu nào nữa, nhiều lắm. Ok, em gọi số điện thoại để giùm cho anh nha, cái số này là 832-617-8666. Thì bây giờ cả nhà thấy không, coi này mình nó form nữa nè. Okay. Em giữ ra để anh chụp hình cái. Đó. Đó, thấy chưa? Hello. Rồi, video. Ở đâu? Rồi. Đây. Đó. Nhưng mà cái thằng em này thì thường thường mình nhớ ha, mình nhớ tại vì mình muốn đó, nó còn hơi ấy. Còn cái thằng này nó mấy bạn không, mình nó khô rồi không, mình tháo nó ra này, khỏe re. Nhưng mà cái form nó được một cái là nó như vậy. Khi mình tháo nó ra thì để mình cho mấy bạn coi cái phần ở dưới đằng sau này, nó rất là sạch và đẹp. Không bao giờ dính bột mà dính gì hết mà nó láng lắm. Cái tay của người ta nó feel quá, nó không có giống như là mình đắp gắn cái thiếp vào. Tại vì gắn cái thiếp vào, cái keo nó dính vào cái da người ta khó chịu lắm. Mình gắn cái form á, lúc nó tháo ra nó rất natural. Người ta không có feel là giống như là bị cái thiếp vậy đó. Thì người ta đeo giống như người ta đeo deep vậy đó, người ta thấy thoải mái hơn. Đó, mấy bạn thấy không? Rồi sau đó mình cần vũ xếp thôi. Thì vũ xếp. À, mấy bạn thấy là mấy cái này là ba cái ngón này là mình đã đo theo cái số trên cái bánh thiếp, thì đâm ra nó mấy bạn nên nhớ là ba cái ngón này nó phải gần giống như nhau nha, 9-10 á, hoặc là 10-10 luôn đó nha, chứ không có xa nhau được nha. Tại vì từ cái xếp cho tới cái mấy bạn để cầm lên như vậy, để bạn nhìn vô này, thì ba cái ngón này nó giống như là cái cầu thang vậy đó, bậc thang đi bụp. Chứ đừng có chéo qua chéo lại, một thằng này đi hướng bên kia, đứng hướng này, thì cái bộ móng tay của mình nhìn nó không bao giờ đẹp hết. Nó giống như là cái bậc thang như cầm lên như này, đó người ta nhìn này thấy chưa? Y chang cái bậc thang 1 2 3. Thì cái thằng này nằm hướng này thì này đều giống nhau hết, và đi qua cái thằng cuối cùng này cũng đều giống nhau hết. Đó, mấy bạn thấy. Đó. Khi khách mà nó nhìn nó để vậy nó nhìn, không mà nó đâu để vậy để nhìn đâu. Nó có để vậy cũng nhìn cũng được. Nhưng để vậy nó nhìn thì nó thấy là cái móng của mình rất là đều. À. Vậy thôi. Thì cái sếp nè, mình chỉ đẩy cần đẩy da ra thôi, và mình
vú nhẹ này. Tại vì mình đã có cái cây này, mình bóp nó vô rồi thì nó không có cần phải là vú nhiều. Thì bây giờ mình thấy vú không? Cái vú xếp rất là quan trọng, mình chỉ đi một con đường mình đi thôi. Mấy bạn đừng có bao giờ vú mà giật như vậy, thì mình giật như vậy đó thì tình cờ mình làm cho cái này nó cong xuống mà nó làm mất cái xếp đi, nó không còn cái đẹp nữa. À, nó gọi là coffin hoặc là square thì nó phải thẳng và nhọn và bén. À, chưa đâu. Không nhưng ờ hôm nay hả? Ăn gì hả ta? À, hủ tiếu. À, hủ tiếu hay là hủ tiếu? Ờ, ok. Ok. Ở nước vào. Nè, mấy bạn thấy chưa? Vô này thấy không? Đều này. Cái dũa là mình dũa bắt đầu từ ở đây mà mình sẽ top ở ngay chỗ này. Thì mấy bạn kéo da người ta ra này, mấy bạn chú ý là để này. Thấy chưa? Khi mình đã đắp đều rồi đó thì mình không phải tốn công để mình dũa, tại vì mình dũa nó rất là mất sức nếu mà mình đắp ẩu. À, mấy bạn hiểu chưa? Này, thẳng này mình chỉ dũa vài cái thôi là mình lấy được cái xếp rồi này. Đó, đẩy vô này ha. À, mấy bạn thấy không? Ôm cái thằng này nó nằm ở trong này, từ cái đây là cái sidewall nó đi ra, mấy bạn ôm nhẹ vô này. Đó, thấy không? Đi qua bên đây cũng vậy này, các bạn để cái gỗ này, các bạn để nhẹ này. À, thấy chưa? Thì nó lấy được cái hai cái góc đi cho nó đều ra. Các bạn thấy không? À, thấy không? Mình trở ngược lại bên đây này. Mình cũng để nhẹ dưới đây này. Này, đó. Có nghĩa là mình làm á là tất cả nó đều uniform hết. Thì đâm ra là cái móng của mình á 10 ngón nó đều giống như nhau, tại vì nó tất cả mọi chuyện mình làm đều như vậy hết. Qua bên đây mình cũng đẩy da ra này. Mình đưa thằng này nằm xuống dưới này. Mình rất là nhẹ nhàng và bên qua đây cũng giống như nhau. Rồi mình vũa ở trên đây. Okay. Cái vũa dài đó là mình vũa là từ ở đây. Mấy bạn cầm cái vũa ở đây đúng không? Mấy bạn vũa này. Mấy bạn nằm vô này. Đi vô này đúng không? Thấy chưa? Mấy bạn vũa từ đây này, đi vô này. À. Rồi, mấy bạn chỉ cần lấy cái đó thôi, mấy bạn bắt đầu đi qua ngón kế tiếp. Đó, đi từ đây ra đây. Tại vì mấy bạn vúa bằng cái vúa tay đó là nó cứ chạy sẹt 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 qua, nó đi tới đây là không bao giờ đều hết. Đi vô đây này, đi lên này. Đó. Sau nữa tiếp tục này. Mình chỉ cần đi chút chút thôi. Để mình cho cái hai cái xếp nó ôm vào thôi. Rồi sau đó mấy bạn lật ngược móng lên ha. Mấy bạn kêu khách là bóp cái tay vô chút xíu. Ủa đang quay phim á hả? Ờ đang quay phim. Nè, bóp tay vô một chút xíu thì cái mà em bóp cho giùm anh cho cái, bóp vô. Ok, em bóp vô thì mấy bạn nhớ là mình cầm cái dũa này như vậy này, mình đặt cái dũa nằm ở ngay đây, mình chạy này. Này, mình chạy này ha. Bây giờ mình chỉ chạy qua chạy lại khoảng chừng 2-3 vòng thôi. Coi là finish. Nó từ trong này nó đi ra rất là đều và thẳng. Mình cầm cái dũa, mình cái dũa về ngoài. Sạc 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 lên tới đây, không bao giờ đều hết. Không bao giờ đều hết, nhưng mà bây giờ cái này của mình rất là đều này. Mình nhìn nó đều từ ở đây mà đều ra tới này luôn. À. Thì tiếp tục mình vào ngón thứ hai này. Thì thực ra mình làm á, cái này đây là những cái chiêu này, là những cái chiêu là người ta đi thi ấy. Mấy cái này người ta giấu nghề lắm, không ai dạy cho mình hết trơn. Có vậy một bộ này lấy nhiều. Tùy theo, một bộ này có thể lấy được 70, 80, không có màu không gì hết. À, không màu không gì hết. À. Không, tại vì cái đó là giá của Florida. Florida. Ở đây thì tùy theo vùng, ở trên miền Bắc thì mắc hơn nữa. Có nhiều Bắc nó lấy khoảng 120 cũng có trên miền Bắc. À. Nha. Nó trả xong nó về nhà ngồi đếm sao? Không, nhưng mà cái này là mình lấy tiền là mình lấy tiền bằng cái cái tham của mình đúng không? Cái tham với lại cái thắc mắc của mình. Đâm ra David hay nói là mình thích dạy cho người ta làm những cái này á để cho bớt phá giá. Tại vì làm lẹ quá là phá giá giống gì hết. À. Có thể làm lẹ nhưng mà đừng làm lẹ. Đừng, nhưng mà cái này là technique. Nhưng mà thực ra mình làm một bộ như vậy thì khoảng chừng một tiếng cũng xong. Mình lấy được cũng ngon. Bác sĩ cũng nhiêu đó thôi. Ừ, bác sĩ cũng được nhiêu đó thôi, nhiều đâu hơn đâu. Đó, này tiếp tục mấy bạn coi này ha, đi coi bên đây này, vúa thì bên đây cái thằng này nó không lấy ngược thì mình lấy như thế này. Đó. Đó, coi như là một bên đó, chứ chứ mình chạy cuticle là mình xong ha, không có vũ nhiều hơn.
cũng lật ngược lại mình lấy cái set này trước. Tại vì có nhiều người cứ nghĩ là cái làm cái form này nó khó, nhưng mà thực ra cái form này rất là dễ làm. Nó cái form này là vì lý do này. Nó chắc lắm. Nó chắc lắm. Nó chắc lắm, nó không phải là giống như là mấy cái loại form kia mà nó mềm rồi mình dán nó không có dính, rồi mình dán nó rớt ra lại. Không có. Ừ, nó dày, nó chế ra vừa đủ độ dày luôn. À, mấy bạn nhớ mình cầm lên mình coi nó ba cái ngón này nó có. Ủa mà cái này reusable hay là dùng lần? Nó dùng, còn cái chứ reusable chắc là manufacture chết. nguyên set như vậy nó có bán có 30 mà nó có 500 miếng như đó. À. Vậy là có nghĩa là muốn này đắt hơn cái thép rồi đúng không? Tốn supply chết. Hả? Vậy đó. Muốn miếng này tôi thép rồi tốn supply chết luôn á. 500 miếng. Mà giờ nó đang bán sale còn 24 đồng à. Đó. 50 bộ. Này là disposable luôn á. Không bị đó nó reusable. Nó không có reusable được. Nó bị phồng phền, nó thẳng như bột. Nó như vậy nó thẳng như bột. Đúng rồi, nó loại dẫn thì lại đắp là nó không có thẳng. Không, mình vừa cái xếp ấy, mình nhớ là mình vừa ngón này hơi bị dài. Hello team, hello Tammy, hello anh Quỳnh. Ừ, cái này là tùy theo vùng, có nhiều vùng nó lấy giá cao hơn. Cái đó là cũng là cái thêm cái đó rồi cộng thêm mình kéo một hai đường design hay là một vài cái bông 3D nữa. Nếu mà có 3D thì 120 thì mình làm thêm 3D nữa thì mấy thường thường mấy người khách mà người ta làm kiểu này là người ta chịu khó, người ta chịu trả tiền về với design lắm. Chỉ là người ta biết chơi. Dân biết chơi Chanel á. Nó làm. Rồi sau đó mình lật ngón tay khách lên ha. Em bóp vào cho. Đó, thì người khách người ta bóp vào là nhớ là cứ cầm cái đây này, mình chạy đây này. Đó, vậy thôi. Mình đi qua đi lại khoảng chừng 2 vòng là bắt đầu nó đều rồi. Rồi mình đi qua ngón thứ hai. Nè. Dễ ăn tiền. Ừ. Thấy mình, khỏe. Anh thấy mình cày kỳ công á thì nó đáng cái đồng tiền, còn hơn là mình chỉ chạy này không thì nó không đáng đồng tiền. Nó thấy hết à, nó hiện tại bây giờ nó đúng ra là bây giờ là khách bây giờ họ nói đúng ra là họ cũng giỏi lắm, họ giỏi lắm chứ không phải là họ không phải giống như hồi xưa đâu. Họ rất là giỏi mà họ nhiều khi họ còn biết nhiều hơn nữa đó. Nó vô nó còn biết chiêu nhiều hơn mình đó, tại vì nó đi nhiều tiệm á, có nhiều người làm á, đâm ra nó mình không đi cái kiểu mà đi mà lấy 100 đồng mà bên kia chỉ đi cái thằng này thấy 100 đồng thì người ta sẽ trả cái kỳ công của mình đâm đồng chi tiền hơn là đi cái này không. Rồi sau đó mình sẽ lấy này đi hai để thử thôi. Sư phụ hốt sớm, anh sáng là anh lo anh hốt rồi. Rồi đẩy da người ta ra ha. Thì sư ra lúc mình đắp trên cái cuticle đó, mình đắp rất là gọn rồi. Mình chỉ chạy cho nó sạch cái cuticle thôi chứ không có cần phải là chạy chi cho nó tốn thời gian của mình nữa. Các bạn thấy không? Mình chạy cho nó sạch cái cuticle thôi. Vậy thôi à. Còn cái xếp thì mình đã vũa xong rồi, mình đâu cần chạy xếp nữa là chi. À, các bạn thấy không? Chạy cuticle sạch thôi là xong. Các bạn lấy tiền được rồi. Cái này không có gì hết, tại vì thực sự ra
mình chỉ khó mình làm một vài lần mình quen là mình làm khỏe lắm, dễ lắm, khó. Em thấy có mấy đứa nó có cái mè đỏ anh, nó có mấy cái mè đỏ nó thẳng hơn đúng không? Cái form này. Bằng me đổ hả? Không, cái này nè. Ồ, cái cây sắt. Cái me đổ nó cây sắt, cái xong dán vô. Ờ, cái đó là disposable, tháo ra tháo vô á. Thì nó cũng ok thôi. Ờ. Nhưng mà cái quan trọng là cái bảng này nó phải cứng này. Nó cứng. Nó phải cái bảng, cái bảng này cũng rất là cứng. Anh thua là anh thua cái nhựa bên trong, nó cứng thì cái nó mình vúa nó thẳng hơn. Mà cái me đổ đó xài được hơn không? Cái me đổ đó cũng ok, tại vì mình tháo ra tháo vô, mình xài một lần xong rồi mình dục nó đi rồi mình nó disposable. Xài cái đó không? Xài cái đó, ở cái đó cũng ok. Ừ. Nhưng mà đó tốn supply là không? Xài cái đó xài không? Thì cái miếng ở trong xài nhưng mà đúng áo cái thằng kia đó cũng lâu lắm, miếng nó dán vô lâu lắm. Thì giống như chai chân vậy đó. Chai chân cũng có cái cây sắt, sau em dán vô. Đúng rồi, nó có cái thằng sắt á. Disposable nó xài cũng qua xài lại. Đúng rồi, tại vì có nhiều cái tiểu bang nó cho mình xài có lần à. Nó bắt mình quăng à? Hầu hết chỗ nào. Mà trời ơi, mà cây này nó bắt mình xài lần trời má ơi luôn á. Chỗ nào? Mình quăng dưới lát lấy lại. Thì thằng kia nó làm không? Với lại cái thằng này nó dễ cái là sao? Là thằng này cái góc cạnh này nè, nó là có sẵn rồi. Mà lúc mà anh dán nó không có sắc bằng. Lúc mà anh tháo ra nó vô á, anh dán cái miếng kia nó mới sắc bằng. Thì nó sẽ không đi bằng cái thằng này đâu. Thằng này nó đi, anh đấy thì chứ nó mòn ở đây nhiều hơn là nó mòn ở giữa, đúng không? Thì cái thằng này nó đi thì ok hơn cái thằng kia. Cái thằng ấy nào không? Dạ. Thằng cái thằng sắt đó hả? Không, thằng này đi không có hơn thằng sắt. Ừ. Tại vì anh phải chỉ mở ra anh dán nó đâu có bị điều bằng cái edge nó đâu. À, nhiều khi nó bị nó bị không... lệch qua đó không? À. Lệch qua thì nó đâu có đi được đâu. Lưu đây. Lưu này đây, super đúc lưu đây. Không, đây nè, lưu đó, cái này là lưu đó, giá này phải nó khô liền nè. Tại vì lúc đó mình lấy ra rồi mình phải đo, có nó chính xác cái thứ đó nữa, thì nó lại khó hơn. Cái edge của nó đi được thôi. Muốn chi? Không, mấy bạn thấy không, mình rửa sơ qua cho nó sạch cái cuticle thôi, thì cuticle mình không có tốn thời gian. À, đây. Chưa đều lắm. Anh đi về chúc anh luôn vui vẻ. Hello Lily em, khỏe không? Cảm ơn em nhiều nha. Anh thì lúc nào cũng vui hết. Lúc nào cũng cười hết. Lúc nào cũng chia sẻ hết. Tiền của anh là đâu? Thành hơi tiền. Oh. Cái bột nào mình đã lấy cái 52 là đắp trên ống thiệt rồi. 52 là 52 rồi. Xếp là 10 đồng liên mỗi thứ 5 đồng. Cái móng giống như vậy mà xếp giống như vậy là bên tiệm mà em lấy nhiều. Cái này nếu mà lấy cái bộ này á lấy là 140. Ồ thì ngon ha. Ok. 140 rồi lát nữa mình lên chút xíu đi design nữa mình lên 130. Rồi mình sẽ cũng gần lại mình. 120, 130. Nhưng mà cái bột chi sò của mình này mình đắp nó dẻo dẻo, nó dễ đắp, không làm khó, không có bị ma bồ. Là sợ nhất là đắp bắt bột mà nó bị ma bồ, đưa lên cái là nó thiệt đâu, mình bắt đầu là mình toát mồ hôi rồi đó, màu đi phát 2-3 màu khác nhau là thấy mệt rồi. Học dữ lắm, thấy nó dễ vậy không phải dễ đâu, cái này có cặp mắt. Có nhiều người không có nhìn được nó cái thẳng, có người ta đối với người ta là thẳng nhưng mà đối với khách không thẳng, nó là cái cặp mắt. Nên cái vấn đề mà chỉnh đắp nó rất khó, tại vì mỗi cặp mắt nhiều người nhìn thấy cái đường đi anh thấy nó thẳng, anh thẳng đi, anh thấy nó thẳng, nhưng mà anh thấy nó thẳng. Quá đầu mình thấy nó thẳng rồi, mình đi chẳng thôi, nó không thẳng. Mình cũng phải biết cái thế, cái nhìn của nó, mình để như thế nào cho nó thẳng. Là mình ăn thua là mình coi từ cái cuticle này, mình đi nó đi lên, mình canh nó. Thí dụ bây giờ cái cuticle này nằm giống vậy, theo cái cuticle người ta là ngón tay ta giống như vậy nè, ngón tay đang như vậy, thì cuticle nó như vậy, thì tất nhiên là cái thằng này nó phải giống vậy, nó song song với nhau để gọi là thẳng, chứ thằng này nó méo qua đây làm sao thẳng được. Đó, anh thua là anh thua cuticle chứ. Thì đó, họ không nhìn ra, đúng rồi, họ không nhìn ra, vậy không chú ý. Cái đó là cái khó đó, chính là người thầy dạy được dạy đâu có phải gì đâu.
À, cái chai là cái size hai than top gel này rất là ngon. Mình à đây. Cái nghiệm đó anh nhìn đó, cái nghiệm mà nói là họ đầu tiên muốn học tốt đó là phải biết có cái nhìn tốt. Họ nhìn tốt thì họ sẽ đây. À, mình sẽ làm cái ngón mình sẽ làm mấy cái ngón design cho các bạn coi ha. Cái mùa hè mình đi học á, nó rất là cứng, rất là mỏng nên thằng này nó cứng đó, thì cái bụng nó thẳng. Còn cái thằng kia nó mình bỏ lên nó không cứng, nó quẹo cái bột nó sắc ra gì. À, làm cái fan chứ xong rồi rắc cái leader lên đó, cái đó là cái style giờ người ta đang xài nhiều lắm. Cái fan keo hả? Cái mình sơn cái mát lên trước. Rồi xong rồi mình mới sơn, mình bỏ cái đèn vô. Rồi mình sơn cái màu gel màu đen bằng cái fan chứ, xong rồi mình rắc cái này lên. À, hoặc là mình sơn bất cứ một cái gì mình rắc cái đó lên cũng được. Đây, cái này là cái mát ha. Tại vì cái này là mình cần phải sơn cái mát trước rồi mình mới làm cái design nó được. Không, à, cái đều phải sơn mát đúng không anh? Đúng rồi, đa số là mấy cái design vẽ rồi này kia đẹp sơn mát ở dưới. Tại vì cái mát nó làm cho mình sơn nó cái nét chạy. Nó chạy, nó không có chạy mà cái nét nó rất là nó bám đều. À. Đó, thì bây giờ ha mình sẽ lấy cái màu đen này, mấy bạn thấy cái màu đen đây không? Tại sao người ta làm design mà nó tắt sắc nét? Đúng rồi. Nó đúng rồi, nó rất là sắc nét tại vì đâu biết được sơn trên vì sơn trên nó sơn nó bóng á, cái mình để cái nó chạy xèo luôn, nó không có đi đường cong thì được, nó bắt buộc phải sơn mát. Giống như là người ta bỏ qua cái khúc này không nghĩ sao bắt đầu à hả, người khác tới thì mình thì nó không sắc. Super deep base này, super deep base này nha. Đây là chai này, rồi chai này nè. Đúng không? Dạ, không khô à? Không, không có đâu. Xài bột nào? Xài bột nào? Nhưng mà bột chi sò mà coi như là có bị vấn đề đó không? À, không có đâu. Để chút xíu làm cho không bao giờ hết. Trong chắc vậy là trong cái quá trình nó có một cái gì sai đó. Không, cái thằng này nước không có lấy nhiều tại vì nó rất là mỏng. Nó mình có lấy nhiều hay không lấy nhiều nó không thành vấn đề. Có thể là bột đó, coi là cái chừng lại vì khi có thể cái là coi lại cái bột nó là bột của ai. Cái bột nó có hạt hay không, tại vì đa số thì cái bột đó thì cái bột nào nó cũng giống như nó cũng làm được hết. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có một vài cái loại bột nó không có la ấy được, nhưng mà đa số thì nhưng mà thường thường là nếu mà cái màu glow in the dark á thì nó lâu khô hơn là mấy cái màu thường tại vì cái thức mình nó khác à. Thì đưa mình nó vẫn khô chứ nhưng mà nó lâu khô hơn thôi. Cái đường cong cong chứ còn nếu mà không có cái màn đó thì thành này mình sẽ đúng rồi, vẽ khó ra không ra được, có tay nó có điều tay đâu, nhưng mà lại giống như anh vẽ thì lại bắt được cái này. Mình làm cái này xong rồi đó, mình không sơn, mình đừng có bỏ vô đây hành hơi nha. Rồi cái đó mình mới vẽ cái lần trước là anh muốn nó cao bao nhiêu tầng, vẽ cái tầng trước bắt đầu là anh đi tiếp quen cái kiểu này thì nhanh hơn là anh đứng bên anh bảo mà bị cua rồi công nhận rồi cua lái xe được chứ còn không cua cái kiểu kia không được. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái thằng này ha, tắt cái này được. Thằng này đó thằng nó chỉ là flash leader thôi, không có gì hết kia. Đây mình cắt này ra, mình làm cái muỗng đi ha. Đó. Rồi mình rắc nó lên thôi, mình đổ nó lên rồi mình hơ vô đèn. Thì thực ra mấy bạn là dùng cái thằng nào cũng được hết, thằng kim tuyến nhín nào cũng được hết. Không thành vấn đề. Nhưng mà cái này có cái là mấy bạn chịu khó, mấy bạn bỏ vào đèn mấy bạn hơ 2 phút nha. Tại vì lý do cái màu đen mà nó go to một số như vậy nữa là nó khó khô lắm. Nó phải đủ 2 phút thì nó mới khô. Rồi.
Và bây giờ bên đây mình à cũng giống vậy luôn ha. Cái mình lấy cái sơn màu đen mình sơn cho nó lẹ nó. Ừ, cái thằng này sơn lớp thôi, sơn mà một lớp rất là mỏng thôi. Sơn cái đầu luôn, nó đen hết, nó khô. Mình làm hai cái độ cong khác nhau. Cái cong thì là nhỏ, mà cái cong to hai cái. Đó là mấy bạn bắt đầu mới cắt cái đó lên tiếp tục ha. Đây. Tại vì mình lấy cái màu này để cho nó hợp chung với lại cái màu này mình đang có. Anh gơ với. Nếu mà lên màu trắng nó cũng cover. Màu trắng nó cũng cover. Yeah. Nhưng mà màu trắng nó thì màu trắng thì nó lại ra cái silver thì nó lại ra hơi sáng sáng hơn chút. Ừ. Sáng sáng hơn chút. Đây anh bỏ vô đây này. Hai phút ha. Yeah. 2 phút xong là ra là nó khô rồi, có thể bụi bụi đi. Đấy. Thì cái này coi như là nó xong rồi, tại vì đây là cái mát rồi. Rồi mình không sơn gì lên nữa. Mình vậy thôi là nó xong, chứ còn mình sơn gì lên nữa là nó là coi như là nó bye bye luôn. Nó cũng không chóc đâu, nó bắt đầu nó ăn thì nó khoảng chừng 1-2 tuần thì nó trở lại thì nó rớt ra chút chút à, nhưng mà nó không chóc được. Ừ. Anh thua là cái quan trọng là mình phải bỏ đèn 2 phút cho nó khô. Chứ mà 1 phút nó chưa đủ khô là nó cào nó rớt ra đó. Ha. Rồi bây giờ mình qua bên đây thì mình xin sơn tháp cho cả con coi ha. Rồi mình sẽ làm bông 3D nữa. Mình thấy cái kim tuyến này, của cái này ở dưới có mấy cái mạng lớn này, cái miếng lớn này rất là đẹp, bóng. Sạc cừ. Nó giống như sạc cừ nằm ở dưới vậy đó. Mạng lớn lắm, bắt buộc mấy cái đó là mình phải bỏ bột clear lên ha. Dạ, màu trắng đẹp, đẹp, màu đen đẹp, mấy cái màu nào nó cũng nổi lên đẹp lắm. Hai màu. Anh quảng cáo rất là đúng, order bán ở đâu? Anh quảng cáo rất là hay nhưng order có bán đâu anh? Tommy ơi, order cái gì cơ? Order chậm quá là bán hết. order gì vậy Tommy? Nhớ là mình làm như vậy để cho nó mất cái, để cho nó giữ được cái ấy của mình nha. À, bạn thấy không? Thấy chưa? Ngon lành luôn á. Give me a second, I'll call you back. Hello Neil Minh Trần ơi, anh David có thể làm nail cho em được không? Anh Quỳnh Thiếu, em ra đây anh làm liền. Em đang ở mô. Anh ra đây, em ra đây anh làm cho em.
Sao em? Thì sự ra dễ nêu rất là dễ kiếm tiền à, không có khó. Em thấy nghề nào cũng dễ kiếm tiền, đây điều kiện là phải biết không? Có chịu hay không thôi, có chịu lấy hay không thôi, có chịu lấy tóc đập tay vô bóp người ta lấy tiền hay không thôi. Bác sĩ nói dễ kiếm tiền đó mà đâu phải dễ à? Bác sĩ thì phải nói là bác sĩ là khó lắm rồi, chắc chắn là khó rồi, không có dễ. Bác sĩ gia đình đó không dễ kiếm tiền đâu, không phải chỉ không phải là specialize gì á, dễ kiếm tiền đó. Vô bắt vô nghe là 5 phút rồi ra mấy chục, 100, 200 nhưng cái học nó hơi khó. Bao nhiêu năm trời thì đó, thì email đó không phải đơn giản, mình ngồi chút làm. Cái đó 8 năm là 10 năm lần đây gì có 6 tháng thôi, coi như là mình kiếm tiền. Em đang ở Houston để em qua liền. Ok em Houston em chạy qua đi. Anh Quỳnh chạy qua đi anh làm cho bộ. Anh làm thêm một người nữa rồi anh làm cho em. Anh có thêm một khách đang chờ anh làm xong rồi anh làm cho em. Bây giờ anh làm bông TD nè. Đây. Ủa anh sơn tóc rồi anh làm TD luôn. Đúng rồi, mình sơn tóc rồi mình làm TD nó mới đẹp. Chứ còn không là nó rớt rồi. Không có đẹp. Đâu thằng bốn đây làm bông tuy đi trên cái màu này, như cái màu này mình làm bông nó đẹp lắm rồi. Ok qua đi xong rồi qua đây đứng ra đi vòng vòng đây rồi anh chỉ thêm cho rồi anh làm này. Ok ok mình sẽ vẽ bông đây trên đây nha. Cái này cũng vậy nữa này, cái này cũng là một cái đam mê này chứ không phải là ai muốn cũng làm được, tại vì nó hơi tốn thời gian và nó cũng hơi gọi là patient chút. Chút em ghé qua ha, ghé qua đây anh làm cho. Cái bông ấy mình không có thể làm mình lên mình bỏ lên là mình làm được liền, là mình phải từ từ, mình phải chờ. Cái quan trọng nhất là cái chờ để cho nó cho cái mặt bột nó hơi mờ đi xíu thì mình mới dùng nó, mình mới đập ra thì cái bông của mình ra nó mới đẹp được. Đó. À các bạn thấy không? Đè nó ra này không? Thật là mỏng này, càng đẩy nó ra. Nó giờ đó. Sau đó mình hất nó lên vậy nè, cho nó có những cái thì cái này mình lấy cho nó nhiều nước chút xíu để cho nó bám vô, rồi sau đó mình bỏ xuống miếng giấy mình cho thấm để cho cái bớt nó bớt đi. Rồi sau đó mấy bạn làm cái bông thứ hai ha. Rồi. Đẹp lắm. Mình đẩy ra ha mấy bạn ha, đẩy đều ra ngoài, đẩy cho nó xa ngoài luôn. Sau đó mình hất nó lên à. Bên đây thì là nó đây là mình làm một cái cánh lá này. Mình đẩy nó vô nè à, nhẹ vô ha. Rồi sau đó mình có cái cây này của mình đây à. Mình chấn mấy cái để mình kiếm mấy cái lá, mấy cái xương lá đó. Đẩy lên. Rồi mình làm cánh thứ ba. Dẫn đây, hạ góc bên đây ha. Đấy. Tại vì cái này nó lâu khô đó, nên ra mình làm lần hai hộp. Đây, vào đây. Đang làm bông đây. Đập ra ha, cho thật đều ha. Cái này mình dùng cái bụng của nó để mình nhấn nó xuống cho nó đang. À, lên nào.
À, em vé fan xong rồi em rắc Kim Tuyến lên. Em thấy Kim Tuyến nào em rắc được hết. Kim Tuyến này là anh mua cái này là cái này nó kêu là cái flash sale, nhưng mà em nghĩ em vô đó em hỏi mấy Kim Tuyến nhiến là được hết. Làm ra cái xương này. Kim Tuyến nó không có số, nó gọi là cái flash diamond. Em vô em hỏi trong đó cái Kim Tuyến này không, chắc người ta có đó. Đúng rồi. Nó có nhiều màu lắm. Nó có 7 8 màu trong đó. Màu đen, màu treo đen của chi sò. Ừ, lát treo. Ừ. Em rắc lên sau rồi em mới hơi đèn, nhưng mà nhớ phải hơi đèn 2 phút. Đúng rồi. Tại vì cái màu đen nó khó khô lắm. Mà cái thằng đó nó nằm trên cái màu đen nữa là che đi nữa thì nó càng khó khô hơn nữa. Cho nên phải chờ 2 phút thì nó mới đủ khô. Nó mới đủ khô để cho nó khỏi bị chóc. Chúng tôi là em làm không nó khô, ở trên nó nhìn nó thấy ok. Nhưng mà dưới nó không khô cái về nhà nó chóc ra. Sao đó, em cầm đi trả lại cho anh. Phải đang nghĩ đó. À, ở đây không có hả? Đây không có thì chắc là đúng rồi, thì chắc em phải chịu khó. Online nào mới có? Online thì em vô trong Amazon em coi thử, là em đề em tìm dưới nó gọi là flash diamond. Michael có này hả? Có mấy cái glitter, cái tại vì người ta làm chanh sơn vẽ. À, nó có hiệu này hay là không cần, phải cái fine thôi, cái fine glitter là được. Nó càng fine càng tốt. Cái này của tùm lum hết. Cái này đầu này nè, nó cái đầu đó, mình đầu nào đâu? Đầu tím nó ngon lắm á. Dạ, em đang đầu. Đầu tím nó ngon lắm. Thì mình đang order lên. Sao em gọi đi vậy? Đầu tím nó ngon lắm. Tím này mua đâu anh? Đầu tím nó mua ở đây này. Em muốn mua nước deep chiso có thể mua ở đâu? Mua deep chiso thì em mua ở đây nè, chờ anh chút. Có. Em mua ở ngay Houston này, người ta gửi qua cho em. Đây. Này em gọi số điện thoại này là 832-617-8666. Em gọi người ta ship từ mọi nơi hết. Tom ơi, em order ở đây này Tom. Em gọi đây em ba, em muốn mua order cái gì cũng có hết. Không, cái này là nãy giờ là thấy trăm mấy rồi đúng không? Rồi, một em. Thêm em nữa qua bên đây. Rồi. Lấy tiền ngon lành mà. Không thì xảy ra cái này nó có khó làm đâu. Anh thua là em cứ làm cánh bên ngoài trước rồi anh từ em vô, tùy theo cái hoa nó có nhiều kiểu làm lắm. Ừ, tùy theo cái mình muốn làm cái hoa kiểu gì, làm như thế nào. Cứ làm cái cánh lớn trước rồi từ 18 nó vô. Tại vì mình làm ở giữa thì mình chỉ bỏ vô, mình chờ cho nó khô rồi mình xoay tròn rồi thôi xong. Cái nhụy đó mình cứ xoay tròn là xong. Đó, dễ. Cảm ơn. Ok không chi. Anh nói cái gì dễ. Dễ.
Thường thường em vẽ cái này em cho acetone vào á. Is it? Yeah, okay. Okay? Yeah. Yeah, acetone vào okay. Tại vì nó dry faster nhưng mà không, tại vì nó trên nó để ít lắm riêng á, để riêng á, riêng chung. Đúng rồi. Em làm em bỏ acetone vào okay. Cho nó khô nhanh hơn chút. Yeah. Nhưng mà đắp bột á thì nó dễ bị vàng. Mà dễ bị gãy. Các bạn thấy cái mặt nó mờ đi là mình bắt đầu mình mới làm việc với nó nha, mình đừng có làm gì hết, cứ để nó kệ nó. Đứng người ta, đứng ngoài ta. Rồi. Thà mấy bạn thấy không, cái mặt bột để ráng làm sao làm cái mặt bột nó mờ đi, mình muốn làm nhẹ nhàng. Đó, đẩy ra thấy không, ngon lành. Lấy nước nhiều chút để cho cái bột nó chín cho nó đẹp. Rồi sau đó mình thấm cái miếng giấy để cho nó bớt nước đi. Rồi mình lấy ra ngoài mình để coi bên ngoài như thế này. À. Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien. Bien, güey. That's all I know. À, mấy bạn thấy không? Đó, vậy thôi. Hello Kim Kim. Khỏe không em? Không, kệ nó mấy bạn, cứ để cho nó chảy về đi. Khi mà nó vừa bắt bột, nó vừa cái mặt bột này nó mờ đi là bắt đầu mình làm việc đó. Nó dễ làm lắm. À, ha, đó. Cho em cục cuối cùng nữa là xong hỉ. Đi. But it's simple. Thì là bán nguyên set hay là bán... Tùy theo em bán, em muốn mua set thì người ta bán set cho em muốn mua cái màu nào cũng được hết á. Ngày hôm nay đang sale đó. Oh, yeah. Hôm nay lễ rồi, làm có show nữa thì đâm ra họ đang có cái show special. Cho em hỏi cái gel màu đen số mấy? Màu gel màu đen, màu nó là gel, nó là black thôi. Black nó đầy chữ black. Thì cái matching color gel. Màu solid từ 1 tới 100 anh có. Black. Ừ, tới 1 tới 100 anh thì anh có. Còn mấy cái màu kia thì anh chưa có. 1 tới 100 thì anh có. Dạ, yeah. Thì nó nằm ở bên đó, 1 tới 100 thì em có, anh có match gì hết cho nó. Đó, mấy bạn thấy chưa? Ngon lành không? Cái này màu white white hả anh? Cái nào em? Cái màu đó là solid 24. Ok. Dạ, yeah. Em either lấy màu solid 24 hay là em lấy màu American. Thì hai cái đó là em làm hai cái đó là good. Like it, the flower. Yeah. Yes, yes, yes. Deep dab được luôn không anh? Em deep dab thoải mái luôn. Cả hai em deep thì không bao giờ đó. Cái cây này là anh đắp này. Còn em thấy những cái màu này là anh deep này. Như bên này em thấy mà nó mỏng như vậy là anh biết là anh deep rồi đó. Còn nó dày là nghĩa là anh đắp lên. Bây giờ em bán một hộp bao nhiêu anh? Em phải hỏi cái giá của cái cô giùm đó. Cô đang sale đó, đang có giá sale á. Là sao? Nó khô, không cần phải cái bánh.
không? Lọ không. Lọ không mà tại sao không đem ra trả lại? Đúng rồi, đem nếu mà lọ không thì đem ra trả lại. Cái này nó không được đầy mấy anh hả? Không có đâu, nó đầy hết á. Nó đúng là 15, nó đúng là 15 ml trong đó chứ không phải là không đầy. Chai nào cũng giống nhau hết. Lúc nào nó cũng vậy hết. Nó là nó trong đó nó có đúng là 15 ml mình nhìn, tại vì nó cái nắp của nó là vậy. Tại vì cái chai này nó chai bự mà. Mình lấy cái đó mà mình đổ ra thằng này là bằng nhau y chang. Không thiếu chút nào. Tại vì cái máy nó bơm ra là tại vì nó đã set up rồi. Cái hệ thống của nó có cái set up cái máy là nó đủ bao nhiêu đó là nó bơm ra thôi. Chứ là nói chung là nếu mà em xài cái nippy của anh là em chỉ xài bột của anh là nó tốt hơn, chứ còn mấy cái khác chưa chắc nó khô hả? Không có nhiều, rất là nhiều công ty khô chứ. Rất là nhiều công ty khô chứ. 10 tặng 1. Thì 10 đồng 1. Good deal quá, tại vì bây giờ cái giá chỉ số nó mới tăng. Tại vì bây giờ cái mặt hàng này cũng bị tăng hết, thì đâm ra chỉ số mới tăng giá mà hôm nay đang còn bán còn giá cũ đó. Cái đó chỉ số mới đó. Cái nào đâu? Cái sample mới đó. Không, cái này mới là mấy cái mới này, cái đó là cũ rồi. Cái đó là cũ rồi, đó là những cái màu cũ thôi. Màu neon là màu mới nhất. Xong rồi hỉ mấy bạn hỉ. Tay này xong về trang diver. Nó không có very, nó không có cầu kỳ quá, nhưng mà nó dễ thương. Ok, để anh chụp hình cái ha. Rồi em phủi bụng sạch để cái. Ok cả nhà, mình xong hỉ. Rồi, đẹp quá em. Hello Lisa, em thấy mễ ở đây. Rồi có. Hola hola bonita. Kim Kim, hello em. À, mấy bạn thấy không, cái bông nè. Đó. Bên đây nữa nè. Okay, cái hoa nữa này ha. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi nha. Mình sẽ out, mình sẽ trở lại cho vòng 1-5 phút nữa.